trở thành bậc thầy về những vấn đề quan trọng. Tin con đi, tốt hơn hết là cha nên cố cân bằng cuộc sống của mình thay vì tính toán thu chi của chợ ngũ cốc. Trích On the Brevity of Life của Seneca. Mọi người có thể trở thành chuyên gia trong những lĩnh vực như game thể thao, đời sống của người nổi tiếng, các thị trường hàng hóa và phái sinh, hay thói quen vệ sinh của giới tăng nữ hồi thế kỷ thứ 13. Chúng ta có thể làm rất tốt những gì chúng ta được trả tiền để làm, hoặc chúng ta rất thông thạo về một đề tài yêu thích và ta ước rằng mình có thể kiếm tiền nhờ sở thích ấy. Tuy nhiên, chúng ta lại chẳng biết gì về cuộc sống, thói quen và các khuynh hướng của chính mình. Seneca đã viết lời nhắc nhở quan trọng này gửi đến bố vợ của ông, người từng phụ trách kho ngũ cốc của thành Rome. Nhưng sau đó, ông bị đuổi khỏi vị trí ấy vì những lý do chính trị. Theo Seneca, ai quan tâm kia chứ? Và bây giờ, người cha có thể tập trung tâm sức vào cuộc sống nội tâm của mình. Vào cuối hành trình cuộc đời của bạn, kiến thức chuyên môn nào giá trị hơn? Hiểu biết của bạn về sự sống và cái chết, hay những kiến thức của bạn về một đội bóng bầu dục? Điều gì sẽ giúp ích cho con cái của bạn nhiều hơn? Những chiêm nghiệm sâu sắc về hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống, hay những tin tức chính trị nóng hổi nổ ra mỗi ngày trong suốt 30 năm?